Theo đó, hiện nay Nick Johnson đã có trong bộ sưu tập của mình 142 Pokemon. Trong trò chơi nguyên gốc mà Pokemon Go được phát triển dựa theo, có tổng cộng 151 Pokemon tất cả. Tuy nhiên, tại Mỹ, người chơi chỉ có thể bắt được tối đa 142 Pokemon, cộng thêm 3 Pokemon độc quyền cho một số vùng nhất định trên thế giới. Về 6 Pokemon còn lại, hiện chẳng ai biết chúng đang ở đâu. Tôi có thể sử dụng tới 8 tiếng mỗi ngày để đi tìm Pokemon. Tôi thường bắt đầu hành trình này ngay sau khi giờ làm việc kết thúc vào 6 giờ hoặc 6 giờ 30 phút và chỉ trở về nhà khi cần phải đi ngủ. Với tôi, Pokemon Go là một trò chơi rất thành công. Nó đã kéo chúng ta ra khỏi nhà và tương tác với thế giới thực. Vừa qua, Johnson đã được đến thăm nơi sáng tạo ra trò chơi Pokemon Go sau khi bắt được con Pokemon cuối cùng tại Sydney, Australia vào ngày 5 tháng 8, trước khi trở lại Mỹ làm việc vào ngày 10 tháng 8. Mặc dù danh sách Pokemon đã hoàn thành, nhưng tôi sẽ tiếp tục chơi Pokemon Go với hy vọng đơn vị phát triển sẽ tung ra nhiều tính năng mới thú vị hơn. Trò chơi này vẫn là một lý do tốt để tập thể dục và ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Đồng thời, Johnson tin rằng Pokemon Go sẽ là sự khởi đầu của một xu hướng mới trong ngành công nghiệp game.